Sư Minh Đạo đi nghịch lại giáo hội, nên là con có thể là biết thỉnh nguyện thư và yêu cầu giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử lý triệt để ông sư phá đạo Thích Minh Đạo này mới được, chứ không thể nào để như vậy được, ảnh hưởng tới giáo hội Phật giáo Việt Nam, ảnh hưởng tới hình ảnh đẹp của Phật giáo. Và con cũng kiến nghị tất cả các quý thầy quý cô đang là đạo Phật và tu sĩ, nếu mà chúng ta không nói lên những điều có hành giả minh tệ được thì chúng ta cũng đừng nên khác, chúng ta im lặng để cho những người khác họ lên tiếng nha. Như thầy đi tu mà bây giờ thầy sân si đó thì cũng khác nào là thầy làm con mèo ha. Vui quá phải không mọi người, trời ơi, sân si là mình là con mèo. Nghe thầy không, thầy không có chửi đâu, thầy chỉ nói đơn giản vậy thôi à, mình sân si quá thì mình là con mèo vậy thôi à. Ông Minh Đạo ông nói là con mèo chứ tôi nói con khác á. Nhưng mà thôi, ông sư Minh Đạo ông nói con mèo thì mình thấy vậy đi ha. Ông Huệ Thuận ổng sân si quá, ông tu mà ổng sân si quá, ổng là con mèo. Thì hôm nay thì chùa sẽ thiết lễ ở tại Mỹ Quốc, thiết lễ cúng thí thực cho cô hồn. Thì đây là cúng thí thực cho cô hồn, cho cô chết. Hồn chết thì vệ sinh vệ thuận quá. Ta xin các cô hồn chết là cho xin kế một cô hồn sống. Đó. Kế một cô hồn sống đó là cô hồn nào? Đó là cô hồn mà phá đạo và tắc kè bông. Cô hồn này cực kỳ là phá đạo, nên là vệ thuận ghi là phần bánh trái cháo lỏng cô hồn sống phá đạo tắc kè bông hoặc ngạo quỷ trùng tánh trùng tên còn dạ. Sống hay đã chết thì không nên mạo nhận. Ok. Đó. Quý vị sẽ xem nha. Rồi vệ thuận sẽ thu lại cho quý vị xem. Đây. Đây là hai bàn đây là hai bàn thí thực cô hồn. Thì vệ thuận có xin các cô hồn chết đó là cho kế một cô hồn sống. Cho cũng kế một cô hồn sống đấy, cho cô hồn mà phá đạo quá. Đó, đây là đây là dưới dĩ bánh dĩ nước này, cháo lỏng này đó là phần bánh trái cháo lỏng này của cô hồn sống phá đạo tắc kè bông đó. N B hoặc ngạo quỷ trùng tánh trùng tên dù còn sống hay đã chết thì không nên mạo nhận. Ok. Nếu mà ai lớn tuổi á thì hãy nghĩ giống như là em từng nghĩ. Nếu thời gian cho em một ngày thì bây giờ em là thời lượng khoảng 3 đến 4 giờ chiều, là năm nay em 50-51 tuổi. Còn các chị các cô là 60-70 hết trơn rồi ha, ít nhất cũng là 50 hơn rồi. Thì hãy nghĩ giống như em, có nghĩa là chúng ta đã xài hết cái quỹ thời gian mình sống trên cuộc đời rồi. Cái việc mình cần làm là mình giữ cái tâm hồn mình, giữ cái tâm hồn mình là tài sản quý báu nhất. Và hồi nãy mình tâm sự ở dưới nhà bếp á, thì ai cũng mang một chứng bệnh trong người hết. Mình càng lớn tuổi á thì mình càng bệnh tật nhiều. Điều đó có nghĩa là Diêm Vương đã báo tin buồn cho mình rồi đó, và gửi thư cho mình á, báo hiệu cho mình là đò của mình là chiều rồi, sắp cập bến rồi. Và thuyền đò của mình đó cũ kỹ mục thư rồi à, chuẩn bị thay thuyền mới, đò mới, bến mới. Đây là một trong những cái tư duy á, không phải là tiêu cực đâu, mà cái tư duy này là cái tư duy nhân sinh quan nha. Đó là mình tư duy đẹp để làm gì vậy? Để mình bớt não phiền, bớt lo lắng, bớt hơn thua tranh chấp, để mình tranh thủ á, mình tu niệm. Thực ra người ta niệm Phật, người ta ăn chay rất nhiều, nhưng có thể là không được an lạc, là bởi vì ở trong cái tâm niệm á, nó không có giác ngộ. Ăn chay bằng hình thức, ăn chay để cầu phước, ăn chay để cầu may, lạy Phật để cầu phước, lạy Phật để cầu may, thì lạy Phật này á, nó biến Đức Phật thành một tôn giáo, một thần linh, nó không phải là cái người giác ngộ theo Đức Phật. Sở dĩ mà chúng ta tôn quý Đức Phật gọi là Thế Tôn, chúng ta là Thế, là người đời, mà chúng ta nhân danh tôn danh Đức Phật thành một Đức Phật là gọi là Thế Tôn, là bởi vì Đức Phật đã cho chúng ta thấy được cõi đời này là mộng. Và Thượng Thanh Từ có nói là đi trong mộng, xin đừng mộng, đứng giữa đất trời chớ ngóng trong, gọi là gá thân mộng, dạo cảnh mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, mộng tan rồi cười dở mộng. Cho nên cõi đời này nó không có thật, thân này cũng già nua bệnh tật rồi chết. Và xin thưa với các cô lớn tuổi và các con ở đây, cái sự chết đó nó không phải là đợi đến già mới chết đâu. Chúng ta có nhiều cách để chúng ta rời khỏi cuộc đời lắm. Chúng ta bị xe đụng chúng ta chết, chúng ta bị lũ cuốn chúng ta chết,
chúng ta bị núi lở chúng ta chết, chúng ta bị điện giật chúng ta chết, chúng ta sẽ bệnh đau chúng ta chết. Nói chung tai nạn đủ cách đủ kiểu để chúng ta rời khỏi cuộc đời này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giả. Đã là giả rồi á thì mình á phải giác ngộ mình mới tu được. Và cái tu được chính là cái nhận diện ra cõi đời này là giả, thế gian này là giả. Cái tự nhiên á, mình có cái khả năng á, buông xả được. Và khi mà mình buông xả được á, thì mình tự nhiên trở thành người tu. Khi buông xả được á, dấu hiệu buông xả được á, là chúng ta sẽ không còn mà tư duy cái kiểu là tóc kiểu nào đẹp. Đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta sẽ không còn muốn trưng diện trên mặt mình sức nước hoa gì, sức loại kem phấn gì, mặc áo quần gì, lụa là gì, quần tây màu gì, quần áo màu gì. Đây là cái phần căn bản, nó nằm ở cái nơi gọi là giác ngộ. Cái người mà chưa giác ngộ đó thì người ta luôn luôn người ta chăm sóc về cái thân người ta lắm. Có người á phải nghĩ đến là năm nay phải có tiền nâng cái mũi lên, sửa cái môi, sửa cái cằm. Người ta luôn luôn người ta bám vào trong cái sự đẹp xấu, thành bại, vinh nhục. Và dĩ nhiên là người ta sẽ khổ mãi ở trong cái tư duy đó. Suốt một cuộc đời người ta cứ bám vào cái đó, rồi người ta sẽ đau khổ về cái đó. Mà có sự giác ngộ rồi á là tự dưng người ta buông cái đó nhẹ lắm nha. Người ta không quan tâm đến cái đó. Người ta quan tâm đến á là người ta tu sửa được cái gì, buông được cái gì. Nên cái người mà giác ngộ đó thì sẽ thấy ít sân si phiền não, ít hơn thua tranh chấp, và cho đến không sân si phiền não, và cho đến không hơn thua tranh chấp. Đức Phật có nói đời tranh chấp với ta chứ ta không tranh chấp với đời nha. Cho nên người ta mới tôn vinh Đức Phật là bậc coi như là đại giác ngộ. Còn nếu mình á mà tu theo Đức Phật, mình ở trong chùa mà mình đem cái tâm mình sân si phiền não á, thì mình gọi là ăn mày trong cửa Phật. Gọi là ăn mày trong cửa Phật. Và trong chúng ta thì đâu có ai muốn mình ăn mày đúng không? Ăn mày có là đi xin đó. Trong kinh Pháp Hoa đó thì Đức Phật có ví dụ chúng ta là kẻ ăn mày. Nhưng mà trong khi đó Đức Phật có nói rằng là tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Tất cả chúng ta đều có khả năng thành ông trưởng giả. Là bởi vì do chúng ta không cố gắng thôi. Chúng ta không nỗ lực và chúng ta không hiểu chúng ta thôi. Với nhân sinh một kiếp của mình đều có giá trị. Mình đều có giá trị hết nha. Cho nên bây giờ cái việc mình cần làm trong lúc này á là mình làm cho cái ông Phật của mình trở lại được sống với chính mình, hoặc là mình sống với ông Phật của mình. Nhớ không? Chúng ta không có mất gì cả. Vì căn bản chúng ta đâu có gì đâu mà là mất. Chúng ta tư duy lớn một chút là chúng ta đến với cuộc đời này gần giống như chúng ta đi du hành, đi du lịch thôi. Sau tất cả chúng ta trở về với cát bụi á thì chúng ta không có cái gì. Chúng ta làm thì cũng làm thôi. Làm cho đời, làm cho người, làm cho nhân sinh, làm cho cuộc sống này thôi, chứ chúng ta đừng ước lệ. Chúng ta đừng chấp vào. Nên mai mốt mà các em nó đi á thì chúng ta đừng lo cho các em nữa. Mà ngay cái giây phút này á chúng ta đừng lo cho các em nữa. Mà có lo là lo cho mình. Tại vì mình bắt đầu ước lệ. Mình bắt đầu đau khổ. Mình bắt đầu để cho sân si nó làm cho mình nó cuống cuồng ở trong tình cảm này. Ha? Cho nên mới luyến ái sinh sầu đau, luyến ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát ái luyến thì không sầu đau sợ hãi. Kinh Đức Phật nói như vậy. Nên cô 2, cô 7, chú 7, những vị cô 5 luôn, những vị mà quá ước lệ thì phải thiền định. Đây là giá trị của thiền định nè. Thiền định làm sao mà cho cái tâm của mình nó đừng cuống cuồng ở trong cái vấn đề coi về chữ ái. Chúng ta hãy mở một cái tâm rộng ra. Ví dụ bây giờ mình suy nghĩ về bé Nguyễn Tấn Lộc đi. Bé Nguyễn Tấn Lộc là cái đối tượng mà để cho mình ấy, thiền quán rất là nhiều. Mười mấy năm về trước ấy, bé Nguyễn Tấn Lộc ấy, rời khỏi cái tổ ấm của mình, lên thành phố Đà Lạt, trở thành một đứa bé vô gia cư. Thành phố Đà Lạt những năm đó là lạnh vô cùng luôn, mà bé ngủ về công viên. Đêm nào mà xin tiền được ấy, là mua nửa hộp cơm, còn chia cho những đứa vô gia cư khác dùng. Rồi nguyên tiền tụi nó mướn được một cái hè, 4-5 anh em chui vô lấy cái mền nào đó đắp ngủ đỡ qua đêm. Sáng lại dẫn nguyên 5-6 đứa, 7-8 đứa đi mưu sinh cầu thực. Đấy mới khổ. Đấy mới là khổ. Chứ còn mấy em của mình bây giờ nó qua trung tâm, đứa 10, nhỏ nhất cũng 10 tuổi rồi. Nó tự lực được rồi. Nó được nâng cao cái đời sống á. Cho dù gì mình cũng phải suy nghĩ đó là nó được nâng cao một cái đời sống, để mình tự giải phóng cái tâm đau khổ của mình. Đưa người qua sông
chứ không giữ người ở lại. Đây là người lớn phải làm cho bằng được. Để cho những người mà có trách nhiệm với lại những cái mảng xã hội đó, họ cũng cảm thấy họ tự hào về họ làm việc này. Cái chuyện ngoài đời người ta dị nghị về chùa mình, tang thương về chùa mình, thì đó là cái tấm lòng thương yêu của bá tánh. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Mình là người thật sự ở đây thì mình phải có bản lĩnh của một người khất sĩ. Mình có bản lĩnh của một con người có trách nhiệm với chính mình ở trong kiếp nhân sinh này. Cho nên á là con tha thiết luôn kêu gọi với cô công quả, các chị em làm công quả trong chùa, hãy một lần ở trong đời tự thưởng cho mình một sự giác ngộ, tự cho mình một cái niềm tự hào, mình là Phật tử, đệ tử của Đức Phật. Hãy biến cái gương mặt mình thành một đóa hoa, đó là hoa vô ưu. Ở nơi Đức Thế Tôn có một đóa hoa, đó là hoa vô ưu. Khi ra đời, Ngài đã được cái đóa hoa này nở đẹp. Và đóa hoa đó chính là cái đóa hoa giác ngộ đầu đời của một kiếp nhân sinh, không phải là 1.000 năm mới nở một lần. Bởi vì khó tu, hoặc là tu mà khó đắc đạo, cho nên mới nói rằng 1.000 năm mới nở một lần. Thật ra mỗi người trong chúng ta đều có khả năng nhận được đóa hoa đó. Và tại sao Đức Phật phải đi trên 7 đóa hoa sen? Thực ra Đức Phật không có đi trên 7 đóa hoa sen. Mà tại sao mình thấy Đức Phật đi trên 7 đóa hoa sen và ngồi trên đóa hoa sen? Vì hoa sen nó giác ngộ. Vì hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Lấy cái tinh thần của hoa sen để mà nhân cách hóa cái đạo đức, cái tầm cỡ tâm linh của chúng ta. Chứ Đức Phật hồi xưa còn sống, Ngài đi chân đất, cho nên mới có trường hợp mà đi đến đâu thì cái bàn chân của Ngài nó in trên mặt đất, rồi nó hiện lên cái bánh xe luân hồi đó. Đức Phật có 32 tiếng tốt, trước ngực có chị vạn, ở dưới cái bàn chân Đức Phật nó có cái vòng, người ta gọi là bánh xe luân hồi. Và Đức Phật ngồi trên gốc cây và ngồi trên cỏ. Sau này Hòa Thượng Nhất Hạnh á, Cố Hòa Thượng Nhất Hạnh, Thiền Sư Nhất Hạnh á, dịch cái cỏ đó là cỏ kiết tường. Tại vì sao vậy? Vì nơi đó Đức Phật đã đắc đạo, nơi đó Đức Phật đã giác ngộ. Và gọi cái cây đó là cây Bồ Đề, nghĩa của nó là giác ngộ. Tự mình đặt ra, gọi là tâm sanh ra pháp. Chứ thật ra không có đi trên hoa sen, mà luôn luôn để Đức Phật ngồi lên tòa sen, là vì cái sen đó chính là sen giác ngộ. Không có nhiễm trần là giác ngộ thôi. Nè, ra đây, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đấy là tinh thần giác ngộ của hoa sen, và đó là biểu tượng của Đức Phật, và cũng như biểu tượng của chúng ta. Chúng ta là những con người tu theo Đức Phật thì phải tự đặt mình cũng có thể ngồi trên đó hoa sen đó. Đó là chúng ta ngồi trên cái cành vô ưu. Trước khi đến cái đó hoa sen đó, chúng ta phải ngắt cái đó vô ưu, tức là chúng ta sờ vào cái đó vô ưu, nghĩa là không buồn, không giận, không oán trách, mà luôn mỉm cười trước thử thách trong gai. Đây là đích thực thử thách nè. Và chúng ta phải luôn mỉm cười trước thử thách trong gai. Em có nhờ một họa sĩ, đó là Sư Tăng, vẽ cái bài thơ đó trên vách tường ha. Luôn mỉm cười trước thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống trang hòa với những người đáng sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống an yên danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đúng không? Vỗ tay chứ. Ngồi nghe không à? Trời đất ơi, đi mấy bữa ngày nay Ninh Thuận Lào Cai luôn, té sình té núi về đây buồn ngủ chết á. Nói nghe nè, cái thân này nó hay lắm, nó diệu dụng lắm. Nếu cái tâm này mà linh hoạt, mà minh mẫn và sáng suốt thì nó sẽ dìu cái thân này sống rất là tích cực. Hồi xưa mà thánh giống mà tại sao mà nhổ hết tre mà đánh giặc được? Tại vì cái tâm tinh thần của thánh giống nó dũng mãnh, cho nên kiếm đồ rớt hết trơn rồi thì nhổ tre, nhổ hết một cái đám tre luôn, nhổ hết một cái gốc tre luôn, đánh sạch hết quân địch luôn, chết sạch hết luôn, xác chất thành đống đống như nè. Đó, bây giờ mình có dao, có rửa, mình giỏi, mình qua bển, mình nhổ tre đi, nhổ nổi không? Mình chặt mấy cây tre không? Mình chặt muốn chết, chặt không nổi. Mà tại sao thánh giống mà nhổ tre được bằng tay mà đánh giặc chết hết? Tại vì cái tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu đồng bào, giữ nước, giữ bờ, giữ cõi rất là mạnh. Mà khi tinh thần mạnh rồi thì cỡ nào cũng làm được hết. Tại sao mà anh hùng có thể lắp gì? Lắp lỗ cho mai? Quên rồi ha? Lê Đình Giót hả? Phan Đình Giót đó, thấy chưa? Tại sao mà có thể? Tại vì lúc kéo pháo á, kéo lên có người á, kéo pháo lên núi mà để cái trận Điện Biên gì đó, kéo mà kéo nó tụt xuống. Hàng trăm người kéo nó tụt xuống, cuối cùng kéo hoài nó tụt. Anh kia anh thấy vậy, đang kéo quần lên tới nơi rồi mà nó tụt xuống nữa là coi như là công giả tràng hết. Ảnh lúc mà cái xe kéo pháo đó, cái xe pháo xe bắn đó nó rớt xuống, ảnh liều mình vô, ảnh đè, ảnh chặn lại giống như mình lấy cục đá mình chặn lại, và dĩ nhiên là dừng chiếc xe như anh chết. Anh hùng đó, sức mạnh tinh thần dữ lắm. Anh kia đuôi cái người vô chặn luôn cái viên pháo đó, bắn không được, xì.
Có những người mà họ vì yêu quê hương, họ ôm đạn trong người họ, họ đến một cái nơi nào đó, họ làm, những cái người đó đều là tinh thần mạnh hết. Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, cái gì ha? Nguyễn Thị Bình hả? Phó Thủ tướng Nguyễn Thị Bình có nói một câu nói đó, đi sứ đó, các anh lên cung trăng hả? Có thể quay về, nhưng qua Việt Nam thì tôi không dám chắc. Những người mà yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu tổ quốc á, người ta có những tôn cách, ngôn cách, tư cách tuyệt vời, đều luận về cái tâm. Và những người đi xuất gia cũng vậy, những người mà đến với Đức Phật á, có một thiền sư đó vì muốn đem kinh Lăng Nghiêm qua bên Trung Hoa, thời xa xưa không biết như thế nào, bị ức chế, bị kèm kẹp như thế nào mà nhà sư đó có thể rạch thịt của mình trên bắp đùi này, rạch một đường dài trên bắp đùi này, và nhà sư đó khét thịt ra thành một cái lỗ mà hồi xưa chắc chắn là nhà sư này không có thuốc mê, không thuốc tê, can đảm nào, lòng dạ nào mà có thể rạch cái đùi như thế này rồi nhét cái quyển kim Lăng Nghiêm vô đây rồi may lại, mà để rồi qua mặt được những nhà cầm quyền mà đưa từ bên Tây Trúc mà đưa cái bản kinh Lăng Nghiêm đó qua Trung Hoa, để rồi có một bản kinh Lăng Nghiêm truyền qua Việt Nam bây giờ. Nghe nói vì máu nó thấm vô cái đoạn đầu mà chữ nghĩa nó bị không còn nữa, vì vậy đó mà kinh Lăng Nghiêm đó bị mất hết một cái đoạn đầu. Những cái tinh thần đó là tinh thần gì vậy? Đều là tinh thần dũng cảm hết. Cũng như Tổ Huệ Khả đó, muốn được truyền tâm ấn của Tổ Đạt Ma phải quỳ ở trước cái động Thiếu Thất đó tới 3 ngày 3 đêm mà tuyết nó phủ lên tới đầu gối. Còn Tổ Đạt Ma vì muốn đợi Tổ Huệ Khả, tức là đợi cái người mà đúng, đúng là người mà gọi là chân truyền, chân giác, chân ngộ đến để truyền đạo, cũng vô trong cái động Thiếu Thất đó ngồi diện bích, tức là ngồi nhìn vào cái vách tường gọi là diện bích suốt 9 năm trời luôn. Những cái bậc đó đều là những bậc xuất trần thượng sĩ hết. Và người ta phải có tinh thần mạnh, người ta mới làm như vậy. Và Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói với ta, đem cái đạo từ bên Tây Trúc qua đây rất khó khăn, tự nhiên ngươi quỳ có 3 đầy 3 đêm rồi ngươi biểu ta truyền cái đạo cho ngươi. Thì Tổ Huệ Khả liền rút cái kiếm ra chặt phật một cái đứt cánh tay liền. Máu nó rớt xuống đầy ở trên tiết. Hốt cái tiết đó lên dâng cho Tổ Đạt Ma, nói con dâng cái này lên để cầu cái tâm ấn. Ai làm được với điều đó? Và lúc bấy giờ Tổ Đạt Ma mới quay mặt lại, mới nói một câu này nè: ngươi đem tâm ra đây ta an cho. Đấy, những người xưa họ đã để lại những bao nhiêu tích sử để cho chúng ta thấy đó, cái sự giác ngộ của con người nó mạnh lắm. Hôm nay các em nó yếu lòng vì cái sự thay đổi vận mệnh, chúng ta mới mạnh mẽ tinh thần, và chúng ta phải nương vào cái thần lực của chư Phật. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái chùa này, chúng ta ngồi nơi đây có ánh đèn và chúng ta bình an trong cái ngôi nhà này. Chứ chúng ta nghĩ về sư Minh Tuệ đi, sư đang đi trên bộ hành và trời mưa trời gió, và sư chỉ có ba y nhất bát thôi, và sư ướt nhẹp như vậy, cái y mà sư khoác trên người cũng ướt luôn, và cái y mà sư đang mặc trên người cũng ướt luôn, và sư ở nơi cái nghĩa địa đó cũng ướt luôn, sư ở nơi cái gốc cây đó cũng ướt luôn. Và thần lực nào, tâm trí nào để nuôi dưỡng sư hơn 6 năm trời nay, sư sống liên tục như vậy, đều là thần tăng, là Phật tăng mới làm được. Và chúng ta cầu Phật ra đời, chúng ta cầu Phật gia hộ gia bị cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta nói chuyện gì chúng ta cũng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao tiền thân của Đức Phật, tại sao mà chân lý của Đức Phật đã hiện hữu trên cuộc đời này mà chúng ta không đón nhận? Chúng ta nên đón nhận và chúng ta nên ủng hộ, cho dù chúng ta mất cái gì đi nữa thì cũng không quan trọng nữa rồi. Tại vì đời chúng ta đi tu là cần cầu sự giác ngộ thôi. Tại vì chúng ta không làm được như sư Minh Tuệ thì ít nhất chúng ta cũng ủng hộ Ngài. Và con thầy tin tuyệt vời lắm. Tin là sự nhận định của con, sự nhận định của thầy về sư Minh Tuệ là chính xác. Vì sao vậy? Vì con nhận ở nơi năng lượng của sư Minh Tuệ hoàn toàn không có hình bóng của sự sân si. Và Đức Phật đã dạy ở trong Tỳ Ni rằng là sáu khẩu liên tâm tịnh, vạn thị bát hương hoa, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Thế là xúc miệng tâm liền tịnh, thấy không? Ba nghiệp á, nếu mình xúc miệng á, là tâm thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Chỉ cần mình buông được tham sân si, không tham danh, không tham lợi, không tham tất cả, thì tự nhiên mình sẽ trở thành Đức Phật trong chính mình, chứ không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Cho nên chúng ta tin đi, chúng ta tin vào Ngài chính là một trong những vị thần tăng trở lại. Cũng giống như bên Tây Tạng đó, các vị Đạt Lai Lạt Ma họ luôn luôn mong đợi các vị Đạt Lai Lạt Ma tái sinh, và bổn phận của các vị sư đó, họ đến họ phải tìm những vị Lạt Ma đó đem về để họ đào tạo ngược lại để trở thành một vị lãnh đạo tinh thần. Và chúng ta thì không phải như đất nước Tây Tạng rồi, thì chúng ta ít nhất chúng ta cũng tin vào cái chân lý, chứ không lẽ mình đi tu một đời mà rồi mình cũng sân si một đời sao? Thôi, đừng sân si nữa, đừng hơn thua nữa. Cho nên hôm nay con nói lại với quý cô lớn tuổi, và thầy cũng nói lại với các học trò của thầy, chúng ta đừng liên tiếp, nhớ không? Chúng ta đừng đứng tiếp chuyện gì hết. Chúng ta ủng hộ ha. Chúng ta hãy ủng hộ. Chúng ta gửi chùa này cho sư Định tu đi nha. Cho sư Định lập một cái thiền viện. Ước mơ của sư Định là làm thiền viện. Cái rẫy bên đó đó, hồi trước sư Định có nói là thầy đừng có trồng cây trái,
thì trồng rừng đi cô ủng hộ, vì sư định muốn làm một cái rừng thiền. Tại cái thời điểm mà đi qua bên Thái Lan hay là bên Sri Lanka vậy, nó có cái rừng thiền của thiền sư, cái thiền sư cái gì Anchan gì đó, sư định có đi tham gia các khóa tu bên đó, cho nên sư định ước có một cái rừng thiền. Cái là thầy thương sư định, thầy chặt hết xài luôn, quy một nửa vườn xài thầy cho chặt sạch hết, cái thầy trồng cây rừng lên, trồng 6 7 năm sư định không về. Mấy hôm làm cái nhà này thì buồn quá, thì chặt hết cây thì trống lên để làm nhà này, lúc đó không hết tiền mua đâu. Rồi cho nên bây giờ cái đất trống chỗ đó, đó là do trước cũng nghe lời sư định đó, rồi mới trồng lại mấy cây bưởi, mấy cây mít đó. Cô Diệu Ú đem cây mít lên trồng á. Thật ra đó sau này cái chỗ này sẽ trở thành một cái thiền viện, thì đó là cái điều mơ ước tốt rồi ha. Còn các con sẽ có được một túp lều để các con xây dựng hạnh phúc trong nhân gian, đó là ước mơ ước nguyện của thầy. Xong được cuối đời mà còn sống á thì thầy sẽ đi chu du nơi đây nơi kia, thăm viếng bà con bá tánh muôn nơi, để trở thành một vị khất sĩ ha, để có thể thực hiện được cái gọi là vô ngã vị tha, và gọi là một bát cơm ngàn nhà đó. Thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế. Mắt xanh này từ nhãn thị chúng sanh, trong kinh Đức Phật nói từ nhãn thị chúng sanh, là con mắt xanh này nè, là mình nhìn cuộc đời để mình sống, và người thân của mình á, là tất cả chúng sanh trên cuộc đời này ai cũng là người thân của mình cả, chứ không riêng là mẹ mình, là anh mình, là cha mình. Nhớ là khi á, mình chưa giác ngộ á, thì mình sẽ nói đây là con tôi đẻ ra và tôi sẽ sống với nó, hoặc là nó sống với tôi, là mẹ tôi đẻ tôi ra, tôi thương tôi yêu, và gia đình nhà này là của tôi. Tại vì lúc đó mình chưa mở được cái lòng từ của mình để mình yêu thương tất cả chúng sanh là một. Thứ hai, mình chưa có cái cảm nhận và cái sự giác ngộ rằng là thực ra tất cả những con người trên cuộc đời này đều là người thân của mình. Không có đời này thì cũng đời trước. Không có đời trước tại sao mình gặp người đó mình thương? Không có nhân duyên ở đời nhiều đời nhiều kiếp, tại sao mình gặp người đó mình thù mình ghét? Họ có làm gì mình đâu mà tự nhiên mình thấy mình không ưa? Thật ra trong cái luẩn quẩn của cái sanh tử luân hồi, nó có một cái kỳ lạ là người nào ít nhiều cũng có dính dấp về cái nhân duyên nghiệp quả của mình hết á. Và mình có nhân duyên với thầy đó đó, thì dù cách xa 10 phương trời mình cũng tìm về cái chùa đó mình tu nha. À, mà mình không có duyên cái người thầy đó rồi á, người thầy đó hả ở cái chùa á, xét bên nhà mình luôn mà mình vẫn không có duyên là không có đến tu được. Đấy con thấy không, con ngồi rồi con đau đó, con chịu đâu có nổi không, mà sư tuệ ngồi suốt đêm không có nằm á, nhiêu đó thôi cũng đủ thấy tháng tháng phục sư tuệ rồi đó. Bây giờ mình ngồi gì mình thấy ngồi nổi đâu, mà sư đã làm được, mà sư làm được mà sao mình không kính trọng sư, thấy không, mình không quý sư nha. Cho nên là hãy nương vào cái sự dũng cảm của sư tuệ, cho dù sư tuệ là người phàm đi thì cái sự phàm phu của sư tuệ cũng đủ làm năng lượng để cho mình noi gương sư tuệ. Thật ra là mình không có khả năng mình ngồi được 3 4 tiếng đâu, mà sư ngồi cả đêm như vậy, rồi sáng sư đi khất thực rồi về sư ngồi. Thật sự á, sư chính là cái người mà làm cho cái đạo Phật của mình á có thêm năng lượng để tinh tấn. Sư chính là cái người mà hâm nóng lại cái sự nguội lạnh của đạo Phật của mình. Chứ người bình thường là ước mơ mình cũng có cái chùa nhỏ lớn gì cũng mơ, ước mơ mình có cái chùa, có cái nhà, có cái thất, có xe, có cộ, toàn ước mơ những cái thứ mà gọi danh vọng không. Mà sư không á, nói với sư thầy như vậy nè, ngày này lời của sư không nói nha, mà nói trong tin nhắn đó. Giờ thầy nhắc lại cho anh em là sư không nói á, à, quý thầy á, tức là nói thầy á hay là nói ai không biết, ê, toàn nói cuộc đời là giả giả giả, mà toàn là lấy cái chuyện của cuộc đời xài không à. Nói cuộc đời là giả, nói là đời vô thường, nhưng mà sao cái gì cũng xài cái cuộc đời không à, gì cũng ham cuộc đời hết chị. Mà cái, nói vậy cái mình giật mình chứ, ơi đệ tử mình mà nó nói được một câu hay quá vậy. Xe màu gì, dép màu gì, rồi hát bài gì, máy cái gì, rồi máy tính cái gì, tivi cái gì, sao mình toàn là lấy cái đời để mình xài cơ mà mở miệng ra nó vô thường, rồi giả tạm sao rồi ta sơn cái màu đó lên mà không chịu, rồi mình đi sơn màu khác, không giả tạm mà sao rồi người ta đưa cái đôi dép đó mà mình không chịu, mình đòi phải loại khác. Đã là giả tạm thì mình đâu có cần phải bon chen, mình đâu có cần phải xấu đẹp, đâu có cần phải ngon dở gì, giả tạm rồi thì tạm thôi, đi ngang qua thôi. Mà tại sao mình đã nói giả tạm, mình toàn nói giả tạm không, mà đến mình gặp cái giả tạm thì mình lấy cái giả tạm là mình coi là thật. Bây giờ mình bệnh thì mình có buồn không, mình chết mình có sợ không? Đấy, bây giờ nè, mình thấy mình có tiếc của không, hôm nay mình tiếc của không? Đó, toàn là thứ giả tạm, mà mình đem cái giả tạm đó mình biến thành cái thật không à, rồi cái thật nó cũng giả tạm luôn. Cho nên á, mình có thể dẫm nát lên cái chân lý mà Đức Phật đã để lại cho mình. Và hôm nay Sư Minh Tuệ đã đánh thức được mình đó. Vì chùa là muôn nơi, nghĩa địa, nghĩa trang đó, tất cả đều là chùa. Và trụ trì là không giải thoát được ràng buộc. Ai cột mình lại đâu mà mình đòi đi tìm giải thoát, tự mình cột lại trong cái sự ràng buộc của nhân sinh này. Hai Sư Hưng? Sư Hưng ơi! Ha! Cố gắng lên nha! Rồi chúc mọi người được vui vẻ, bình an nào!